ក្រុមតារាស្រីស្អាតផ្លែផ្កាខ្លួនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅសង្គមសិល្បៈថៃបានផ្ទុះបញ្ហាជំរងចម្រាស់រវាងតារាសម្ដែងបាឡារនីនិងក្រុមតារាស្រីស្អាតម៉ៃដាវិកាមីលនេះថាមានឆាលីដានិងម៉ាគីរ៉ាស៊ីបន្ទាប់ពីវីដេអូនៅក្នុងឆានែល YouTube របស់កញ្ញាម៉ៃដាវិកាបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតពេលនោះមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះស្រីស្អាតទាំងបួនរូបដែលបាននិយាយលេងដៀមតាមតារាដទៃហើយថាពួកគេឆ្លៀតឌឺដងឲ្យបាឡារហូតមានការទាមទារឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះបាឡាទៀតផង ភ្លាមៗកញ្ញាម៉ៃដាវិកាក៏បានចេញមុខសុំទោសនិងប្រកាសបិទវីដេអូចំណែកឯម៉ាគីរ៉ាស៊ីក៏បានបង្ហោះស្តូរីនៅក្នុងអ៊ីនស្តាក្រាមថាអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយនោះគឺមិនបានផ្លែផ្កាទៅលើបាឡាទេក៏ព្រោះថានាងគ្មានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងបាឡាឡើយមិនថាតែតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដឡែកតារាស្រីមីលនេះថាក៏ទើបតែចេញមុខមកនិយាយថាខ្លួនគ្មានចេតនាឌៀមដានណាម្នាក់នោះឡើយរួមទាំងបាឡាដូចគ្នាតាំងពី
kia cứ nơi tại mình toàn sập ngắt chạy tàu tới nơi sầm nua nơi khung cảnh vị thị new friends telling tu anh say nơi khung đường bộ phim sunny bia cứ cái nhà bà la bàn giấy thá niêng miên cà phê bao chụp bùa rừng nơi bàn cát lang na sầm rập niêng cứ niêng club chụp nơi club miên ở cả giấy kia lên chỉ mùi nơi bụi kệ niêng thà bụi dơng cứ miên pành hà vai nơi kia nụ tệ hơi nhóm co mình miên pành hà chỉ mùi nơi nà đại bàn thay bị lơ bịa bầm mang kia ni đã ra say quay sam sập bay chạm rụt ni cứ sầm mình thua thà thì bài quay tiền nụ lai hơi co mình chồng mình thay vào quay đáy cục rụt thà mình chồng ở bạc cọt ở nơi ở tây chào bọn mai bông phơi từ ốc nia và xem ra phơi biển đi nhưng thường thà bờ lạ từ tại chân một bằng hàng tiền rồi rồi bọn điên chào bên đi tại bên non kẻ toàn từ nâng rừng ra đại cục cạn phẳng một dạ muốn hai đã ra xây buồn đuông cứ ba nâng dây phai cà điên có bàn tay chào một dạ muốn lúc cứ bờ lạ ngắt chào từ tại bên đi điên từ tại bằng hàng tiền rồi rồi bọn điên kẻ toàn từ nâng rừng ngồi đi chào đôi đai nâng xem ban chung rìa bằng bánh mình chân cứ bờ lạ ban lực lang thà tam bờ tới cứ điên nâng ra sợi tập buồn đuôi nút cứ thọt như vậy chỉ mỗi khi hai co chặt thọt chuột khi này cứ như vậy đọc thì thọt mà na mình miền bánh hà vậy nút tệ hai chung buồn được nút tiết cứ niềng mình chẳng bỏ sai vậy lên nút tiết nút tệ cứ đầm bay mọi bạc bỏ đòi nẻ đất tây cha hai xem là bỏ miền mùi nít đây cứ bàn chuyện đó thì mình chọc tại phần này hai cho nên khi ông xôm bông vài rong bông mai bông ôn tạo khi này tới tạm nán sinh đáp cứ đôi chị test nà bỏ miền tí tí chỉ bằng tỏ tiết đó là xong bay mơn anh sẽ phía rất mình chạm mùi hạt mình bằng tỏ công trá chứ mùi phần tạc cảm sát sát phim lúc mơn anh sẽ phía rất đây chỉ ra xong bay mùi rút đồ sát sân hạ tại để chọc bàn hôm nay tù anh sẽ tới cục rương nơi nông vi sai phiếp dân được bọc máy môn ní cứ bàn bọc cà giang phiếp vì cả chạy tranh vì phần tạc cảm sát ra phim khả nạn đại biên đã còn trông môi chùm nuốn bàn xua nòm cục nìa lúc mơn anh sẽ phía rớt có trở bàn kỳ cao xong có khởi thạ xâm rạp vì sai phiếp dân cứ đà ra bỏ quạch mình rụp ni mình trông tầm miên tệp cơ sở xong máy là ổn tệ chỉ rưỡi rưỡi lúc tàn tạc đập năng mạnh xong máy chỉ tụ ách giang tràn rương bà chạy bọn lúc mơn anh sẽ phía rớt trai tai phía chụp sầm mạnh lô có chưa bị thi có đón miền bị chưa bảy phía tiệt phong tệ to tận nâng ca chạ tranh đòi mơ mình to con tra chưa muối sát ta phim cơ trai ban đã ra sầm bay lô mơn ai sự phía rất ban mình chạ prap campuchia thay mây ở bản đăng thạ đòi xa tại lô hot con tra tập lô sầm ra chặt mình to tiệt lô tha nhóm ban mình chập con tra chưa muối thời tạm sát ta phim hơi có pro đòi chín năm để trai hot con tra hơi hơi nhóm sầm ra chặt mình to con tra thay tiệt tệ mua là hết có bùa tài trong ai kia riêng lúc bạn dây bên thang tiết thạ bao phần tạc cảm sát ra phim hai khiêm thoát cứ khiêm bằng sạc công trình này đối chứ này xâm ra phần tạc có rồi có phần tạc cảm xếp xếp để trong hai khiêm bát thoát cứ khiêm bát sạc công nâng tự tù thoát thoa mặt đá mình thà rương phía rương clay rồi có sport bình chạy cảm tế cứ khiêm tự tù tầng ơ phiếp dân đại đa ra sắp bánh lúc mơn anh sẽ phía rất bàn bằng hành vô tập niên được nông phần tạc cảm sát ra phim cứ miền đôi chìa rương côn miền khăn xá rương sát trời cầm bú này rương xong ở các xa rập hiếp này rương ba bì chân lõ rương ba bò bò cả nhà rương bóng bồn rương tạc sát rương sát kriêm bóng bồn rương cam chân đa tị bay rương
Black Love និង រឿង Game Snai Song Sak ជា ដើម ចា បង ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 2 ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង តារា សម្ដែង ដ៏ ស្រស់ សង្ហា គឺ លោក មឺន អែង សុភារិទ្ធ គឺ បាន ឈាន ដល់ ទី បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ នាង ខ្ញុំ សូម បង វាយ រំ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៅ តាម ដាន សម្ដាប់ ក៏ ដូច ជា ទស្សនា ព័ត៌មាន ទី 3 ដែល ជា ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ ទាំង អស់ គ្នា stress រឿង គេ សួរ ពេក តារា ស្រី ថៃ នុន វរណុត បក ស្រាយ ជា ថ្មី ច្បាស់ ច្បាស់ ពី មូល ហេតុ រៀបការ 12 ឆ្នាំ មិន មាន កូន តារា ស្រី នុន វរណុត គឺ ជា តារា ស្រី វ័យ 42 ឆ្នាំ ដែល មាន រូប សម្រស់ ស្រស់ ស្អាត មាន បទ ពិសោធន៍ លើ វិថី សិល្បៈ មក ជាង 25 ឆ្នាំ គិត ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 1997 ហើយ មាន ស្នាដៃ រឿង ល្បីៗ រាប់ មិន អស់ នោះ ឡើយ បើ និយាយ ពី ជីវិត ក្រៅ សិល្បៈ វិញ តារា ស្រី ជើង ចាស់ រូប នេះ បាន រៀបការ ជាមួយ នឹង ស្វាមី អ្នក ជំនួញ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ទុត ពីទី នៅ ឆ្នាំ 2010 តាម ប្រពៃណី ថៃ ដែល បង្ក ការ ភ័យ ផ្អើល និង សាទរ ជា ខ្លាំង ពី សំណាក់ មហា ជន ថៃ យ៉ាង ណា មិញ ក្រោយ ពី រៀបការ ជាង 12 ឆ្នាំ នុន និង ស្វាមី គឺ នៅ មិន ទាន់ មាន ទី យាត ស្នង ត្រកូល នៅ ឡើយ ទេ ដែល ជា ហេតុ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ចោទ សួរ ជា ញឹក ញាប់ ផង ដែរ ជុំ វិញ បញ្ហា នេះ តារា ស្រី នុន វរណុត ក៏ បាន ចេញ មក បក ស្រាយ នៅ ក្នុង កម្ម វិធី មួយ ដែល នាង បាន លើក ឡើង ថា តាម ពិត ទៅ មួយ រយៈ ក្រោយ នេះ គិត ថា ចង់ មាន កូន ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ ពេល ដែល ខ្ញុំ មើល មួយ ជ្រុង ទៀត គឺ ឃើញ ថា ផ្ទះ ខ្ញុំ មាន បង ប្អូន ច្រើន ហើយ មួយ រយៈ ក្រោយ នេះ គ្រប់ គ្នា គឺ ហាក់ មិន បាន ស្ងប់ សុខ ប៉ុន្មាន នោះ ទេ ដោយ ជួប រឿង នេះ រឿង នោះ ផ្សេង ផ្សេង គ្នា គឺ ឈឺ ក្បាល ខ្លាំង ណាស់ ការ មាន កូន មិន ប្រកាស ថា វា ធ្វើ ឲ្យ ក្តី សុខ ក្នុង ជីវិត យើង កើន ឡើង នោះ ដែរ ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថា មនុស្ស មួយ ចំនួន គាត់ អាច នឹង យល់ ពី ហេតុ ផល នេះ ពេល ខ្លះ ចង់ សុំ ពេល ផ្ទាល់ ខ្លួន ពី អ្នក ដែល បារម្ភ និង ហួង ហែង តាម សួរ ពួក យើង គឺ មាន ជីវិត ដូច គ្នា មាន ក្តី សុខ ក្តី ទុក្ខ ផ្សេង គ្នា គ្រាន់ តែ ថា មនុស្ស មាន គំនិត ផ្សេង គ្នា ក្តី សុខ សម្រាប់ ជីវិត ក៏ ផ្សេង គ្នា ដែរ ហើយ សំខាន់ ស្វាមី របស់ ខ្ញុំ គឺ គាត់ ក៏ យល់ ចិត្ត ចំពោះ បញ្ហា នេះ ដូច គ្នា ចា បង ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 3 ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង តារា ស្រី ថៃ ជើង ចាស់ នុន វរណុត ចា នៅ ពេល នេះ ដែរ គឺ បានជាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា